Mình chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi săn ong các bạn. Mình tìm được một khối khủng to khủng các bạn. Chắc nó dài cỡ một mét hơn mét á. Bây giờ mình đã bó cái khối xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy khối mình chưa? Mình bó xong rồi, rồi bây giờ chuẩn bị mình vô mình đốt là mình xua nó ra các bạn. Không biết có mật hay không, để mình xua nó ra rồi mới biết các bạn. Bây giờ mình bắt đầu là mình đốt, mình vô mình xua nó ra. Mình đang tiếp cận nó các bạn. Làm thấy không? Đó. Rồi đây để coi các bạn. Bây giờ mình tới gần nó các bạn. Tốn rất là tử các bạn. Rất là to nha các bạn. Đây các bạn xem này. To khủng khiếp các bạn. Mình đã xua ra các bạn. Các bạn thấy thấy khối nó bay ra không? Già rồi các bạn, để chúa rất là nhiều. Mình đang xua ra thứ nhìn thứ có mặt không các bạn. Mình leo ra mình bách ra các bạn. Đây. Chia sẻ tới đây các bạn, mình dối không tới nó các bạn. Rồi mình leo lên mình bách nó xuống rồi mình chia sẻ các bạn xem. Mình nhìn này. Mật đây các bạn. À, thấy mật không? Đó. Mật các bạn, cái lỗ trống lỗ đầy các bạn. Chỗ này to các bạn. Bạn nhìn này. Chắc nó tầm hơn 1 mét các bạn. Khủng khiếp. Con còn đế rất là mạnh nha các bạn. Đầu mặt cũng nhiều mặt các bạn. Nhờ nó to nên nhiều mặt. Mặt chạy theo cây luôn các bạn. Thôi, mình bắt nha các bạn. Đây mình bắt nó ra rồi các bạn. Còn thấy không? Một bì các bạn. Bì các bạn. Cũng nhiều các bạn. Chắc được ở 2 lít các bạn. Cái nặng. Ở đây, cái khối mình các bạn. Cái khối mình cứ cháy thôi. Đó, cháy một cái xíu. Bạn xem cuối bạn cháy cái xíu. Đó, thành quả của mình các bạn. Các bạn phải đã được. Thôi, chào các bạn nha.